ông Nguyễn Văn Thạnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 956, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Văn Thạnh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Văn Thạnh, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Thạnh, Lâm, sinh năm 1972 tại xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông hiện là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang. Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp thứ 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Thạnh cũng nằm trong số một số cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tổ chức đảng này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo Ủy ban Kinh tế Trung ương, những vi phạm trên kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, đến uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.